Rồi đây là gian hàng của chủ nhà quý vị, Bình Thủy ha, khu vực Bình Thủy. Quá trời, nổi bật là bánh tét quý vị. Quá trời bánh tét luôn. Dạ cái bánh lá các loại mình các loại luôn phải không? Dạ. Được nhiều loại ở đây, giật mình được nhiều loại. Bánh tét, bánh ú là bán trực tiếp cho khách luôn ha. Tổng cộng là khoảng 6 loại. 6 loại. Còn có lẻ lẻ như là bánh tét thì nó có 2 bao nhiêu. Rồi bánh ú là có 2 bao nhiêu. Dù như cái đòn này là nhiêu tiền? 28.000 đòn. Màu trắng thì là đậu mỡ, màu xanh thì là chú. Chú chú như hay là đồng giá? Dạ không, đồng giá. Đồng giá 28.000. Rồi cái loại bên đây. Bên này là bánh ú. Bánh ú nhiêu đây? Không có bảng giá. Xin bảng giá gì? Có bánh ú thập cẩm là 10. 10. Còn bánh ú lá tre, lá bánh tre là cái đóng vô này. Cái xanh xanh ha. Bánh nước chua chua vuông là 7.000, rồi bánh tét nước cho là 18 ha. Rồi bánh tét tàu mỡ 28. Bánh tét cho là cái đầu nhỏ ở trong. Cái đầu nhỏ ở ngoài là bánh tét kìa. Cho 18. Bánh tráng thì con chưa lên. Ok. Có menu luôn cái gì? Nem miết luôn. Bánh xèo, bánh sọt với là các loại bánh xèo, bánh sọt với khác luôn. Dạ. Lựa đi cô. Tụ khách đến cũng đông ha, mới có 8 giờ thôi, khách đến tham quan đông gì. Ở khu vực gian hàng bánh Nam Bộ ha. Chị mở hàng đắt lắm á. Rồi mua nhiều nhiều. Cái nào không? Mình được lên vô cái nha mọi người. Ok. Ở đây mình được lên vô tóc đó. Cân cân về đặt lên. Cần thơ ký sự luôn, cần thơ ký sự. Hết dịch rồi khỏi đeo. Hết dịch rồi, hết dịch rồi. Đúng rồi, đẹp đeo chi trời. Đây là cái gian hàng của chủ nhà ha, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Cũng khá đông ha, đông vui ha, nhờ cái lễ hội cũng thu hút được nhiều khách du lịch đến Cần Thơ vậy, cũng được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện ha. Rồi gian hàng Bình Thủy vậy.